là ca nhạc sĩ đạo diễn và kỷ lục gia. Kỷ lục gia. Dạ. Ồ, em giới thiệu một chút xíu về cái kỷ lục của em coi. Bộ môn gì? Dạ, bộ môn nhạc sĩ ạ. À. Dạ, có nghĩa là em sáng tác hơn 300 ca khúc trong vòng 4 tháng và được kỷ lục Guinness quốc tế và Việt Nam. Wow. Dạ. Bài đó em viết trong hoàn cảnh là câu chuyện có thật của bạn em kể, và đêm đó là 3 giờ sáng nó buồn tình quá rồi nó kể, rồi em mới viết một cái bài hát này. Thì viết xong là tầm rơi vào 8 giờ sáng là ca bài hát là xả hứng không chịu em. Dạ. Sợ yêu cầm gặp Minh á là thấy đẹp trai thôi, tại sao không thích người ta? Dạ anh tại vì cái lúc đó anh khen Thảo Mai. Lúc đó anh khen Thảo Mai. Trời đó, tao có Thảo Mai. Tại vì tính của em á, gọi là trong nhà em là rất là đàn ông. Cho nên là những cái công việc mà em luôn không làm được thì em muốn chồng phụ em đó, cho nên em thích như vậy. Em chặn Facebook, em chặn Zalo, em xóa các bạn, em chặn hết tất cả mọi liên lạc luôn. Rất xong đó thì chồng em không biết sao, chồng em mới qua năn nỉ mẹ chồng em là điện cho em. Mỗi lần mà chia tay là mẹ chồng em phải gọi cho em để giải hòa cho hai đứa. Vậy đó. Hay là nặng vô. Cái đó là thật xấu nha. Nhưng cái món gì ảnh giải thích làm hết nhiều hơn em. Đó mà em thì chị thì em sẽ nhường. Ở trong nhà là em là đàn ông, ảnh là đàn bà, hai đứa lại biết tính cho nhau. Thì em sẽ nhường cảm, nhưng mà em nhường xong là em chửi. Chị nhìn cặp đôi này, chị có liên tưởng cái mùa nào ở trong năm không chị? Chị liên tưởng tới hai cái bao lì xì. Là mùa xuân đúng không? Là mùa Tết đó. Rồi, hai bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Nhan Viên Phát, nghệ danh em là Hoàng Tuấn Minh. Và hiện tại em là ca nhạc sĩ, đạo diễn và kỷ lục gia. Kỷ lục gia? Dạ. Ồ, em giới thiệu một chút xíu về cái kỷ lục của em coi. Bộ môn gì? Dạ, bộ môn nhạc sĩ ạ. Dạ, có nghĩa là em sáng tác hơn 300 ca khúc trong vòng 4 tháng và được kỷ lục Guinness quốc tế và Việt Nam. Đâu đâu cái bài nào mà được khán giả ủng hộ? Dạ, thường là cái bài hát của em là sẽ được rơi vào dân ca và chữ tình nhiều hơn. Đó là tình nghĩa phu thê. Ê Minh ơi, mình có thể hát cho anh nghe một câu trong cái bài hát đó được không ạ? Giờ trong bao năm sau em đành bỏ anh hỡi người, tội nghiệp con thơ trong đêm trường khóc gọi mẹ ơi. Cái bài đó em viết trong hoàn cảnh là câu chuyện có thật của bạn em kể, và đêm đó là 3 giờ sáng nó buồn tình quá rồi nó kể, rồi em mới viết một cái bài hát này. Thì viết xong là tầm rơi vào 8 giờ sáng là ca bài hát rồi. Thôi như là hôm nay phải nói rất là hân hạnh được được trò chuyện với một nhạc sĩ mà trẻ tuổi mà tài năng như vậy. Rồi bây giờ mời vợ của nhạc sĩ giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em chào chị Vân, em chào anh Thuận. Dạ, em tên là Mộng Cầm. Em nghệ danh là Như Quỳnh. Hiện tên Mộng Cầm đẹp quá, còn lấy nghệ danh gì nữa. Ôi nhớ nghe nè, rồi Như Quỳnh đang làm công việc gì? Dạ, rồi em hiện đang tại làm là ở đâu? MC với đi hát, với lại em thiết kế trang phục. Như Quỳnh bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 24 tuổi. Trời ơi trẻ quá. Trời ơi 24 tuổi rồi. Còn chồng nhiêu nè Minh? Dạ nhiêu năm nè? Nay em được 28 tuổi. Trời ơi nó trẻ quá chị ơi. Bé Cầm ơi. Dạ. Đây là cái bộ đồ mà do bé Cầm thiết kế đó đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Trong vòng 3 ngày em thiết kế được cái bộ này. Trời ơi. Dạ em chỉ thiết kế được cái mẫu đơn giản thôi. Dạ. Đâu có thể đứng lên cho khán giả ngắm nhìn đó. Dạ. Rồi. Thiết kế thi công nha. Bây giờ đi vô đây các coi, đi vô coi. Đi rồi đó. Rồi đi lên đi coi, lên đây. Rồi đi qua bên kia luôn, về chỗ rồi. Trời ơi. Dễ thương quá, đội là có thiết kế cho chồng luôn không hay sao, một cặp chứ đúng không? Dạ, cái này là vest của ảnh có sẵn, em thiết kế theo màu á. Rồi giờ kể nghe đi, cơ duyên nào mà hai em gặp nhau? Dạ, cơ duyên đầu tiên đó là em với Quỳnh gặp nhau đó. Là lúc đó là em đang một đi show ở dưới Bình Thuận. Trên xe thì em thì có một anh nữa là gọi là nghệ sĩ xiếc công phu Hoàng Đức, thì ảnh có làm mai cho em với Quỳnh. Đó thì mới gọi video. Thì gọi video lên thì bắt đầu là chỉ khen em đẹp trai quá. Vừa gặp cái khen đẹp trai. Dạ, khen đẹp trai quá xong bắt đầu là em mới em cười, em thích rồi, chị em ấn tượng với câu nói của chị là ấn tượng rồi. Em mới kêu anh đó cho em Facebook và Zalo đi để kết bạn. Thì rồi ảnh cũng có số điện thoại ảnh cho, thì ảnh mới gửi cái đường link Facebook đó cho em. Vừa kết bạn xong là không trả lời luôn anh. Sau 2 ngày đó thì em mới năn nỉ là kêu cái là em kết bạn Facebook anh đi. Bắt đầu là mới kết, xác nhận xong bắt đầu nó trò chuyện qua, thì bắt đầu là không chịu quen anh, thả thính không chịu quen. Dạ, sợ yêu. Cầm gặp Minh á là thấy đẹp trai thôi, tại sao không thích người ta? Dạ anh tại vì cái lúc đó anh khen Thảo Mai. Lúc đó anh khen Thảo Mai. Rồi đó coi bà Thảo Mai. Nhưng mà thật sự mà nói đi, trên cái gương mặt ổng có cái chỗ nào đẹp không? Dạ em thích từ nhỏ là em thích cái mũi cao. Nhưng mà cái khi đó cái anh quay lên nó lại quay ngay cái mũi nữa, cho nên là em thích cái mũi thôi. Nhưng mà rồi sao mà không có chịu coi như là kết bạn với ổng mà khi mà nhắn tin thì lại trả lời? Dạ tại vì cái lúc đó là em mới chia tay người yêu. Rồi em thấy là kiểu như là làm bí quen quá, cho nên là nói chuyện thì nói chuyện chơi thôi chứ không có quen nữa. Nhưng mà ông này ổng kiểu như nhắn tin hoài, nói hoài này kia để mình coi, để mình tìm hiểu như thế nào, rồi từ từ em mới quen. Rồi bây giờ bao lâu mới gặp nhau ngoài đời nè?
Một tháng sau mới gặp nhau anh. Dạ, ngay bữa sinh nhật là mời lơ luôn, mời lơ thôi, em cũng đi luôn. Dạ, sinh nhật của Quỳnh là làm ở dưới Đồng Nai, Biên Hòa đó. Xong lúc đó là em vừa gặp là má vợ luôn, rồi mấy chị vợ luôn, lần đầu tiên ra mắt luôn. Mà đêm đó có lên hát không? Dạ có hát hai bài. Thì bắt đầu là Quỳnh cũng người cười hoài à, khoái, xong rồi chị cũng lên hát bài Ánh Trăng Của Lòng Em nữa, rồi em cũng nghe câu đó em khoái nữa. Dạ, nhưng mà lúc đó chưa dám gọi là tiến tới với nhau. Rồi sau khi mà về rồi, xong cái buổi đêm sinh nhật đó rồi về á, em mới đứng là gọi điện thoại nhắn tin cho Quỳnh, thì Quỳnh vẫn chưa quen luôn anh, không chấp nhận quen luôn. Trời. Em mới gài đủ thứ các kiểu rồi bắt đầu mới chịu quen. Mà gài sao mà dính vậy? Cái lúc là anh kiểu như là anh sẽ chở em đi show, rồi nữa có quen với nhau anh sẽ rửa chén rồi nấu ăn cho em, kiểu vậy đó. Lúc đó tự nhiên cái cảm giác em sao, có xuyến xoắn không? Kiểu như là em cũng thích là chồng là phụ em như vậy, tại vì tính của em á, gọi là ở trong nhà em là rất là đàn ông, cho nên là những cái công việc mà em luôn luôn không làm được thì em muốn chồng phụ em đó, cho nên là em thích như vậy. Hai đứa nhà đó là có ở gần nhau không? Dạ không, em thì ở bên quận Tân Phú, còn vợ em thì ở bên ngoài Đồng Nai á. Trời ơi, rồi em có thực hiện cái lời hứa là em chở vợ em đi show không? Dạ có chị. Không. Giải nắng dầm mưa luôn. Ôi ôi. Trời đất ơi. Thì lúc đó là sau cái đêm sinh nhật đó xong thì là qua ngày hôm sau là Cầm có một cái show ở dưới Long Thành ở Đồng Nai nữa. Em hay Cầm? Dạ Cầm. Rồi em mới xuống chở Cầm đi. Em ngồi uống cà phê dẫu em chờ luôn. Chờ rồi cho Cầm làm show. Làm tới 2 giờ chiều mới về. Em ngồi từ 8 giờ sáng tới 2 giờ chiều. Cũng quá. Trời ơi. Tức là cái show ở Đồng Nai em ơi. Nhà nhỏ này ở Đồng Nai. Đó, mà nhà ở Tân Phú. Tân Phú mà ông chạy xuống Đồng Nai, ông chạy show tận Đồng Nai luôn. Ừ, chở nhỏ đi show ở Đồng Nai thấy ghét không? Trời trời ơi. Sao mà cảm nhận được cái điều đó? Em có cảm nhận điều đó em xúc động không? Dạ dạ, em thấy tội tội. Lúc đó em mới là gọi điện về cho mẹ em. Em mới kêu là mẹ ơi chắc con cưới vợ. Dạ. Mới quen được có ngày là đầu gọi điện cho mẹ là cưới vợ rồi. Mà em nghĩ người ta có chịu cưới em không mà sao em chắc ăn quá vậy? Dạ, em cũng cảm giác như là ai bảo em vậy đó, chứ là không suy nghĩ được cái vấn đề gì hết. Thì lúc đó thì mẹ em ngạc nhiên, ba mẹ em ngạc nhiên, sao này nó khùng gì mà giờ cưới vợ. Tại vì trước khi em quen vợ em á là em có mẫu một cái đàn lô tô, thì em là trưởng đàn lô tô luôn, thì em mới kêu những đào hát về hát cho em, thì ba mẹ em sợ là liên quan tới vấn đề giới tính thứ ba đó. Ba em sợ, kêu tại trong nhà em của mình em là con trai rất tôn thôi, sợ đi. Thì khi mà nghe cưới vợ vậy là mừng mất nó khóc luôn anh. Dạ. Mẹ kêu giờ bắt đầu dựng về ra mắt đi. Thì cái ngày mà dựng về ra mắt là cái ngày đó là ba em nằm bệnh viện Cần Thơ, là mổ ngay hai cái mạch động mạch này nè. Là ngày ra mắt đầu tiên luôn. Ba em đang mổ thì Cầm ngồi ở phòng mổ chờ gần tới 8 tiếng đồng hồ, gần 10 tiếng để chờ một mình chờ thôi. Dạ. Rồi lúc mà ba tỉnh dậy ba thấy bé Cầm thì sao? Thì ba cảm giác của ba lúc đó cảm giác ba thương nhiều quá. Dạ. Trời thương gì. Dạ, đúng rồi. Dạ. Mới có 2 ngày 3 ngày mà nó nấc lên nó canh mình như vậy là thương. Dạ. Quá trời thương rồi. Dạ. Sau đó là cưới liền không hay là bao lâu mới? Dạ, cưới phải chừng 2 năm mới cưới. Trời ơi. Dạ, trong cái 2 năm đó thì em đang học ở lớp đạo diễn của trường đọc văn hóa nghệ thuật quân đội. À. Dạ, chờ tốt nghiệp rồi mới cưới được. Nhưng mà trong 2 năm đó tình cảm của hai đứa nó có gặp những cái trắc trở trung chuyên gì không? Dạ có, cũng cãi lộn nhiều lắm. Dạ cãi lộn đến 50 lần luôn. 50 lần nữa hả? Chia tay 50 lần luôn. Chia tay một lần mấy tháng mấy năm? Dạ một lần là lâu lắm, là một tháng, có khi là một tuần cũng có, một ngày cũng có, một tháng cũng có. Mà thường thì đối phương nào là đòi chia tay nhiều nhất? Dạ đây. Mỏng cầm đời là mỏng cầm đúng không? À. Dạ, tại vì cái lúc đó em nhớ là em mới xin vô một cái phòng khám đa khoa em làm. Thì em đi vô đó thì có mấy anh bác sĩ cũng dễ thương lắm. Cái em nói chồng em là các anh bác sĩ nè cứ theo nói chuyện với em hoài vậy đó, cái ghen cái mộ hoài bắt em nghỉ, không cho em làm nữa. Em mới là cãi nhau, hai đứa cãi xong rồi em nói nhiều quá, em không thích nói nhiều. Em thích nói là nói ít nhưng mà nói đúng thôi. Đó, kiểu em ghé em chặn Facebook, em chặn Zalo, em xóa kết bạn, em chặn hết tất cả mọi liên lạc luôn. Rất xong rồi chồng em không biết sao, chồng em mới qua năn nỉ mẹ chồng em là điện cho em. Mỗi lần mà chia tay là mẹ chồng em phải gọi cho em để giảng hòa cho hai đứa. Vậy đó. Vậy là coi như 2 năm sau mới cưới. Dạ đúng rồi. Là nay cưới được như mấy năm rồi ta? Dạ mới được có 1 năm. Mới được gì còn son dữ lắm nè, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ tới cái chuyện sau hôn nhân đi nè. Dạ. Ở trong 1 năm rồi đó. Đó. Có cái tật xấu gì của bạn ấy nó lòi ra không? Chồng em á, anh có cái tật gì nè, đi show về xong là lột đồ ăn, quăng rồi không tắm luôn, rồi bỏ đi ngủ luôn. Bừa bộn nè, bừa bộn bày hay luôn. Xong rồi em mới kêu là 1-2 là phải đi tắm. Cái có ông đặt cái câu nè, đi show về là chắn là 11-12 giờ rồi. Cái khùng hả đi tắm đột quỵ sao? Khùng hả đi tắm đột quỵ sao? Đúng không? Dạ. Cũng đúng đó nghe. Có nghĩa là thôi mình rửa người thôi. Dạ, không có khăn thì lúc anh đi làm về tới khuya, nhưng mà cũng phải lấy cái khăn á, nước ấm cái lau người xong lên ngủ. Dạ. Rồi sáng thức dậy mình tắm. Trời đã gì đâu luôn. Em có kêu là anh cứ lấy cái khăn thôi mình lau cho nó sạch người, đặng cho mình đi ngủ nó khỏe thôi, chứ không cần phải tắm như bình thường đâu. Đó là em chửi ghét mà tới bây giờ là hết rồi. Rồi tiếp đi, còn tật xấu gì nữa nè? Dạ rồi ảnh
kiểu như là hay cái tật mà nói lớn tiếng, bị dạ cọc hả? Bị cọc á chị. Rồi cái em hay bực bội, dạ em nói chuyện nó nhỏ thôi. Khi nào mà chui vô phòng á thì hai đứa nói chuyện sao không được. Mà ở ngoài thì mình phải nói chuyện nhỏ nhẹ. Rồi cọc cằn rồi còn gì nữa không? Hay dành ăn với em. Cái đó là thật xấu nha. Mua cái món gì vậy anh giải thích là anh phải ăn nhiều hơn em. Đó mà em thì kiểu như em phải em sẽ nhường. Ở trong nhà là em là đàn ông, ảnh là đàn bà, hai đứa lại tiếp tính cho nhau. Em sẽ nhường cho ảnh, nhưng mà em nhường xong là em chửi. Dạ tới bây giờ là cũng bỏ rồi. Thời gian đầu quen và sau khi cưới về có nghi ngờ cái giới tính của ông không? Dạ có. Em cứ thắc mắc hoài, tại vì anh cứ lướt Facebook, anh cứ thấy người thứ ba là anh like nè, anh share rồi anh vô nói chuyện với người ta nữa. Kiểu như thấy người ta livestream là hay vô nói chuyện, anh người ta ăn ngọt sớ. Kiểu thích vậy. Màu gì? Dạ thích màu đỏ lè lẹt lắm chị. Thích màu đỏ hả? Đây thích màu hồng với màu tím nè. Trời đất ơi, ta thích thấy cái tay không? Hả? Cái dẻo bên tay tôi nữa. Nhưng mà trong cái cách ăn mặc ảnh đời thường á, dạ, thì ăn mặc có sặc sỡ, có màu sắc không? Dạ có, mỗi lần mà đi tiệc á là ảnh phải mặc bộ đồ kim sa hột lụ lấp lánh. Em mỗi lần em đi tiệc với ảnh á mà cứ tưởng ảnh là nhân vật chính không à. Dạ nhân vật chính người ta sẽ chìm hơn với ảnh luôn. Rất là lồng lộn, dạ, đúng không? Ôi trời ơi. Rồi bây giờ tới mình đi, mình kể mộng cầm đi. Dạ. Sao lật ngược thế cờ nào? Dạ thì vợ em là có tính là hay ghen. Ghen là ghen bóng ghen gió, rồi em mà đi đâu là bắt đầu là gọi điện là phải về. Dạ đúng rồi, em mà đi qua ra ngoài quá chừng mà 10 phút thôi đó là gọi điện phải về liền. Dạ hỏi đi đâu, em kêu đi mua đồ, không tin, mua đồ là phải về có đồ liền cho vợ. Và tính hay cọc cằn rồi. Có lớn tiếng không? Dạ có lớn tiếng luôn. Dạ. Bên này cũng đâu có nhỏ đâu. Cũng đâu có vừa. Một câu thôi là trả lời 10 luôn á. Dạ. Là mình trả lời, mình nói một câu thôi đâu là trả lời 10. Là lớn tiếng rồi chửi này kia, nói là dạ anh đi đâu mà giờ mới về, ở nhà không ai lo này kia, trong đó em đi có 10 phút à. Dạ, về cả cọc nhằn rồi chửi này kia. Rồi tiền bạc là ai cầm? Cho tiền bạc là vợ rồi cầm. Ngày cho em được nhiêu? Dạ ngày cho em 100 ngàn. Dạ ngày cho em 100 ngàn. Trời ơi 100 ngàn bây giờ ăn cái gì? Tháng là được 3 triệu đó chị. Một ly cà phê 100 ngàn tháng được 3 triệu à. Dạ em có 2 triệu phải không? Cũng sương sương. Tháng em được có 2 triệu à? 2 triệu mà luôn đổ xăng á. Dạ. Ủa chết rồi. Thiệt á. Cô Vân với anh Phận biết không, là mỗi lần mà em mà muốn mà gọi là phối nhạc là phải năn nỉ dữ lắm, phải cho một anh được cho ăn cho vợ ăn rồi mới cho tiền phối nhạc. Ra một cái bài mới nào đó là một hai bài đó bắt đầu phải xin tiền vợ phối nhạc. Xin năn nỉ một ngày trời, có khi một tuần lễ mới cho. Trời ơi, tội nghiệp thằng nhỏ. Vân cầm nó có ca mấy cái ca khúc của em không? Dạ có. Sao em phải bán em lấy tiền chứ? Dạ. Bây giờ anh nói vậy thì bây giờ mình phải bán để lấy tiền phối nhạc tiếp cho bà ca chứ. Dạ đúng rồi. Nhưng mà chị em hát được con bài. Vậy. Ảnh hát bài, hát bác bài trong bài hát được con bài. Dạ, trong một kho tàng âm nhạc không em ba cái bài, mà dạ, em hát tới được một bài. Tức là cái bài đó nói về cha mẹ nhưng mà nhẹ nhàng. Còn những cái bài của anh sáng tác đa số là nó là dân ca, xong rồi là cái tông của nó cái nhịp điệu không có hợp với cái giọng của em. Thôi xí xí cầm, em hát một câu cái bài mà coi như dạ, là mẹ em hát được á. Dạ, à, bài Tình Con Xa Xứ. Rồi, hát đi em. Mỗi đêm nguyện cầu, con nguyện cầu gia đình bình an, nguyện cầu phước xa cho mẹ cha luôn nhiều sức khỏe, cầu cho ba con ai gần xa, con cha con mẹ thì hãy nhớ thương cha mẹ mình. Hay quá, trời ơi. Hay quá, trời ơi. Thôi vậy thôi đừng lấy tiền, nó ca hay quá mà. Tặng đi. Dạ. Đó, ca mà sáng tác cái bài nào mà thấy cái bài này là giọng hát ok là dạ, tặng luôn. Rồi hỏi nghe nè, là nhà thiết kế, nhà may đồ, vậy đó giờ là may được cho em được bao nhiêu bộ? Dạ nói chung là từ lúc cưới tới giờ là 2 năm rồi vẫn chưa may bộ đầu. Từ lúc cưới tới giờ là 2 năm rồi vẫn chưa may bộ đầu. Dạ. Dạ. Được cái áo sơ mi mà căng à nha. Được cái áo sơ mi mà chưa có tay. Trời ơi, cổ ha, sơ mi chưa có tay, 2 năm trời may được cái cổ. Trời ơi. Nói mong muốn vợ thay đổi điều gì nè? Dạ mong muốn vợ thay đổi là biết nấu ăn. Rồi vậy nhà ai nấu? Dạ em nấu. Em nấu hết luôn. Dạ, bún bò, bún riêu hay là bún mọc hay là nước lèo hay gì là em đều làm hết. Bên đây người ta đã nói người ta chồng. Người ta chồng bên đây nữa. Bên đây ừ. Chung là em là rửa chén làm hết á. Dạ, nhưng mà quan trọng là vợ phải biết là nấu ăn nè, rồi lo cho chồng những bữa cơm, đừng tập trung công việc nhiều quá mà phải lo cho gia đình nữa. Rồi lúc nào đừng có ghen, tại vì cái công việc của mình thì làm nghệ thuật rồi mình phải ai cũng biết hết, là nghệ thuật là đừng có ghen, tại vì mình làm phải chọn cái nghề rồi, là nghề chọn mình chứ mới đâu chọn nghề được. Mình nó cũng muốn vậy. Dạ thì em muốn vậy, em thay đổi vấn đề đó là nói chuyện với chồng thì nhỏ nhẹ, không lớn tiếng. Rồi tới mộng cầm đó. Dạ em chỉ
mong ảnh là có thể nhẹ nhàng hơn xíu, nói chuyện nhỏ nhẹ xíu. Ủa sao đứa nào mong nó là nhẹ nhàng nhỏ nhẹ vậy? Vậy là hai đứa này là đều là ăn to nói lớn giống nhau nè. Cái cặp này cưng quá à ha, em á, cặp này cưng quá. Thật ra các hai đứa sinh ra là trời sinh một cặp đó. Mỗi bên nương nhường chút xíu để cho gia đình càng ngày càng yên ổn và hạnh phúc hơn. Nghe. Cảm ơn hai bạn hôm nay đã đến đây chia sẻ câu chuyện về hạnh phúc hôn nhân gia đình, và mong cho hai vợ chồng sẽ luôn luôn vui tươi và tràn đầy hạnh phúc mỗi ngày hơn hôm nay. Em xin giới thiệu, em tên là Diễm Phương. Em năm nay 29 tuổi, em sống tại Cần Thơ. Em hiện tại em làm phụ công việc của chồng em. Em tên là Minh Chí, em đến từ Cần Thơ luôn. Hiện tại công việc của em là IT. Chí bao nhiêu tuổi rồi? Em 30 rồi chị. Hai vợ chồng đã gặp nhau như thế nào và ấn tượng về nhau ra sao? Hai vợ chồng em thì gặp nhau lần đầu tiên là cách nhau gần 4 năm. Bữa đó là do ở nhà mẹ em á nói với em là có một cái người bạn của mẹ em là giới thiệu là Mai với Phương bữa nay là ở trên Cần Thơ. Thành ra là bắt đầu em mới điện thoại qua nhà Phương hỏi xem tình hình như thế nào, có phải đúng số điện thoại đó của mẹ cho hay không. Sau đó gặp mẹ có Phương mới xác định là đúng. Rồi mới chiều em mới điện thoại qua lại lần nữa, do lúc đó là Phương đang đi làm chưa có nhà. Sau đó Phương mới bắt máy, lúc đó là đang ở nhà. Đầu em mới hẹn tối qua chơi, giờ bữa đó cũng rảnh. Em gặp Phương em thấy Phương sao? Nói chung là cũng xinh xắn mà cái son trên dáng nó chuẩn. Lúc đó thì Phương nhìn anh này thì Phương có ấn tượng gì vậy? Lúc ảnh chạy qua thì nó hơi ngỡ ngàng tí. Ngỡ ngàng là sao? Dạ ảnh siêu ốm luôn, ảnh vừa ốm có 49kg. Mà thì mặt thô lắm, rồi mặt thì mụn nhiều hơn bây giờ mà đen hơn. Cái gì cũng hơn bây giờ. Dạ. Nó ấn tượng xấu trai lắm. Nói chung là xấu quá, đúng không? Còn bên này nhìn cô này lại là xinh quá. Xinh quá, đúng không? Rồi vậy thì xấu quá và xinh quá là sao tác hợp với nhau? Sau đó là em về là em nhắn tin, nó hẹn ngày hôm sau thôi mình uống cà phê tiếp tục. Uống cà phê xong cũng về nhà, đầu hẹn ngày thứ ba tiếp tục. Ở đầu mới ngày thứ ba nào cũng qua, ngày thứ tư, ngày thứ sáu thứ bảy liên tục luôn, quá trình tuần hai tuần gì cái cô dính coi. Tôi tưởng đó là qua lại tháng năm mới dính. Hai tuần hai tuần dính. Tầng hai tầng. Tầng hai tầng. Tầng hai tầng. Rồi yêu nhau bao lâu? 3 năm mấy thì tụi em cưới. Rồi sau khi cưới như thế nào? Cưới nhau về thì phát hiện chồng em hồi xưa thì đi chơi với em thì sạch sẽ, thơm, tóc mướt. Sau khi cưới về thì cả tuần không chịu gội đầu, em phát hiện. Em để ý có tự chủ động gội đầu không? Để cái tuần không gội, cái đầu mới nói sao không gội đầu, bị gào, bị nấm, rồi tóc rụng. Ngày nào tới giờ tắm luôn, đi gội đầu đi nha. Em không chịu sợ gội đầu nó cay mát. Ủa, tức là em bị hội chứng sợ gội đầu phải không? Tắm mà không gội đầu. Sợ dầu gội đầu vô mắt cay. Vậy chứ, mắt quá vậy, giống em bé quá. Rồi anh không chịu gội rồi em sao? Tới giờ tắm là em nhảy vô em ngồi gội đầu. Nè đầu xuống gội. Rồi cái chuyện đó nó khiến cho em sợ luôn. Cũng sợ tối nằm kế rồi lay gào cho em. Tôi kể cho em nghe, vợ tôi có một thói quen rất đáng yêu, đó là tôi đi đâu về xa cô ấy hay cầm ở đầu tôi, cô ấy hôn lắm. Thì tôi cứ hỏi em là mỗi lần như vậy em có ôm đầu vậy chồng em hôn không? Thời gian đầu thì cũng ôm hôn, nhưng mà cấp sau phát hiện ở dơ quá cái ít không. Bà nói nghe nè, hôn có khi nào mà thấy nhột nhột không? Tài chí nó bò lên mũi. Đầu em thì không có chí nhưng mà có gào. Đó. Rồi sao này hết rồi. Đang hôn tự nhiên gào dính trên mũi cho kỳ đúng không? Rồi sau khi khắc phục cái chuyện đó rồi thì chồng em còn có cái tính xấu gì nữa không? Mê công việc, suốt ngày ôm máy tính, 24 tiếng ôm khoảng 20 tiếng. Tới giờ ngủ rồi vô ngủ, không làm gì hết trơn. Làm gì? Dạ, thì đi ngủ thôi, không có làm gì hết trơn. Tự nhiên em nhìn anh bằng ánh mắt kỳ cục vậy. Lúc giờ đó hỏi em nè, tới bây giờ vẫn còn không làm gì luôn hả? Nói chung là công việc nó nhiều, cho nên nó cũng không làm kia nhiều. Thì hai đứa có con chưa? Dạ chưa. Dạ chưa, dạ chưa chị. Đúng rồi, không làm gì sao có con. Nghe lắm máu. Sao em không yêu cầu? Tại thấy chồng mới công việc. Bây giờ cái gì của mình là phải có con, mà không sản xuất làm sao có con? Thời gian dài kéo dài biết em, vợ chồng em biết là không còn quan. Nói chung là sinh hoạt giống trong nhà giống anh em, chứ không có ít cái chuyện đó. Anh nó suy nghĩ hoài, em là dân IT, dân công nghệ, mà ngày thời buổi này công nghệ bao nhiêu thứ chuyện, chỉ cần lên mình gõ và thôi là biết cái vấn đề rồi. Sao em không những cái vấn đề đó em có tìm hiểu hết, nhưng mà cái vấn đề là công việc của mình nhiều khi nó hơi nhiều, thành ra mình tập trung vô công việc nó nhiều hơn. Chị hiểu rồi, em là thuộc tiếp đàn ông á, là em đam mê công việc hơn. Dạ. Nhưng mà có một lúc nào đó mà em suy nghĩ đến cảm giác của vợ em không? Dạ, có, em nói chung là có suy nghĩ hết. Suy nghĩ hết, tại sao em không khắc phục? Tại vì thực ra vợ em là hiện giờ là không đi làm nè. Dạ. Chỉ ở nhà để phụ em thôi. Dạ. Cô ấy không có một cái mối quan hệ nào ngoài xã hội, rồi tự dưng lại có cái sự mà ức chế và buồn và cô đơn như vậy. Nhiều khi có những chuyện tế nhị phụ nữ người ta không tiện nói, chẳng lẽ bây giờ cứ nói hoài cũng kỳ. Dạ. Mà giờ nói cũng biết nói thẳng kiểu gì, đúng không? Thành ra là chị nghĩ như vậy nè, em phải quan tâm đến chuyện này. Dạ, dạ. Còn mình nói chứ đâu phải là mình lấy vợ về là vợ mình vĩnh viễn là của mình đâu. Dạ. Em hiểu chị không? Dạ, dạ. Cho nên nếu vì một cái lý do mà lý do đó là chính đáng nha,
mà vợ mình mà có cái chuyện gì mà xảy ra mà để mà sơ sẩy mình mất vợ mình thì cái đó là rất đáng tiếc. Dạ. Mà cái lỗi đó thuộc về mình. Dạ đúng rồi, nếu mà có chuyện đó là lỗi hoàn toàn của em. Đúng, cho nên là em đừng để chuyện nó xảy ra. Dạ, đó dạ. Là thôi, giờ mình chấm dứt chuyện đó đi. Nên thay đổi. Dạ. Dạ. Chị nghĩ là nói ít em hiểu nhiều. Dạ, dạ. Chị nghĩ là tối nay về là sửa sai liền đi ha. Dạ. Dạ. Còn những tật xấu gì nữa không? Hết rồi. Dạ. Thôi bây giờ hỏi luôn đi. Tới chồng. Em. Nói chung là vợ em tất cả đều tốt hết. Có một vài cái ví dụ như trong quá trình em làm thì thường thường hay ngồi cái bên chiều khều để làm cho mình mất tập trung, do tay bị gõ bằng phím. Biết khều làm gì không? Cái đó cho rằng mà tính xấu gì vậy? Tao khều là hiểu rồi. Khều. Tao khều nhưng mà tao chửi hết rồi bạn. Khều. Khều tôi nhiều lúc tôi muốn vợ tôi khều cũng chết luôn. Thì nói chung là vợ em tất cả đều tốt hết. Rồi bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Dạ sắp xếp thời gian công việc cho gia đình hợp lý. Gọi đầu tắt mỗi ngày đều gọi. Dạ. Chứ đừng có để như anh muốn gọi không được đâu. Chị nói nó rửa đầu. Nghe đau lòng chứ đúng không? Còn gì nữa? Chứ tập thể dục, tại vì chồng em thì lười tập thể dục, yếu sức khỏe không tốt lắm. Ừ. Bên này mong muốn vợ mình thay đổi. Em thì cũng không có mong muốn Phương thay đổi gì nhiều. Hồi đó giờ sao thì giờ sau này cũng như vậy, là tốt. Chị nói nè, bây giờ á tụi em nên có những cái buổi mà ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau về tất cả mọi thứ. Ví dụ em cũng phải tìm hiểu thêm lý do tại sao chồng em như vậy. Có thể nó liên quan đến vấn đề sức khỏe, có thể nó liên quan đến vấn đề tâm lý. Tại vì những người mà tiếp xúc với máy tính nhiều á, nó ảnh hưởng nhiều thứ lắm. Thành ra là em phải quan tâm đến cái đó để xem cái cội nguồn nó là cái gì. Tại vì rõ ràng như chồng mình vẫn yêu mình, nhưng mà vì một lý do nào đó thì là vợ em phải tìm hiểu vấn đề đó, chứ không chỉ là trách đơn phương. Còn về phần em á, thì em đừng có giấu giếm vợ mình. Chị nghĩ người vợ là cái người mình phải sẻ chia hết về tất cả mọi những cái gì mà góc kín nhất của mình. Để chi? Phải hai vợ chồng cùng phải tìm ra được cái căn nguyên thì nó mới giải tỏa được cái gốc rễ của vấn đề. Em hiểu chị không? Đó, chị nói ít là hai vợ chồng hiểu nhiều ha. Nhưng mà trước hết là tối nay là chúc vợ chồng hạnh phúc đã. Thay đổi ha. Và một cái lời kết tôi muốn gửi đến hai bạn đó là gì? Làm gì làm, có làm cỡ nào, quần quốc làm cỡ nào được, nhưng mà không được treo niêu vợ. Thôi xin cảm ơn em, chúc hai em hạnh phúc và mau chóng có tin vui nha. Dạ, cảm ơn. Xin chào. Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Võ Sĩ, em 24 tuổi, em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Em làm nghề gì? Em làm nghề sửa xe máy. Rồi, mời em. Dạ, chào anh Quốc Thần và chị Hồng Quân ạ. Em tên là Phượng, hiện em là giáo viên mầm non, em cũng đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Hai em là đã lấy nhau lâu chưa? Dạ, hai chị em lấy nhau được 1 năm ạ. Tụi em đã có em bé chưa? Dạ, hiện đang có trong một... mấy tháng rồi cơ? Dạ, được 6 tháng ạ. 6 tháng rồi. Chúc mừng. Ồ, nhưng mà tôi nhìn vô tôi không biết luôn á. Trời ơi, có bầu người ta eo thấy sợ không? Còn đây. Chớ dòng eo đâu rồi. Không thấy đâu. Không thấy. Không thấy miếng nào luôn à. Thế này à, tụi em đều là sống ở Bà Rịa Vũng Tàu hết đúng không? Dạ. À, rồi câu chuyện yêu đương bắt đầu từ khi nào? Vợ em là có em gái. Em gái là quen bạn của em. Ừ. Vừa đó là rủ xuống thành phố Bà Rịa chơi. Rồi cái em thấy ngồi trong nhà, em hỏi em gái là ủa người trong nhà là ai? Kêu là chị. Chị cái chị có bồ chưa? Kêu chưa. Bạn nhà có mình à. Cái chuyện bạn em kêu là chở chị đi chơi chung luôn. Lúc đầu là chưa có chuyện nói chuyện em đâu. Ngồi trên xe người ta mà không nói chuyện với người ta là sao? Ngồi em ru à? Không biết nữa, đi ghét, nhìn mà, em mà xấu lắm. Mà đi mà nói chuyện nổ nữa cái thôi em không nói chuyện nữa cả. Nổ cái gì? Em có thể khai cho biết. Nổ nhiều lắm, kêu lúc ở nhà có một cái nhà mà dám kêu 2-3 cái nhà vậy đó. Rồi xe kêu anh nhiều xe lắm, 2-3 chiếc vậy đó. Đúng rồi. Em ghét quá. Nghe ghét quá, không thèm nói chuyện nữa. Rồi rồi, ảnh còn nổ cái gì hơn cái vụ đó nữa không? Chắc không. Nổ đó vậy là nổ quá rồi. Nổ quá. Nổ anh là làm chợ rồi, đó. Một nhà mà cứ hai đó nhà là. Rồi nhưng mà ghét rồi thì sao mà yêu được? Ảnh cua dữ quá, cứ tới nhà kêu đi chơi miết vậy đó. Xong con em gái em cứ châm chọc vào kêu thôi quen đi. Cái em nói là quen thì quen theo kiểu như trả thù đàn ông thôi. Cái này tại ghét đàn ông lắm. Tại sao lại ghét đàn ông? Dạ tại hồi đó em cũng có một mối tình. Hai đứa quen nhau cũng được 4 năm. Em vô tình phát hiện ra là ảnh có người thứ hai ở trên Sài Gòn á. Em biết cái thôi, em từ đó đi là em không thích đàn ông nữa. Không thích đàn ông nữa. Dạ. Vậy thì tại sao lại dính phải cái ông mà đen mà bị cái nổ nữa? Dữ quá đúng không? Chắc tại nổ quá rồi cứ bám riết như cái đuôi nên là quen luôn. Ủa giỏi sĩ, em phải dùng cái cách gì đó để mà hạ nó ao bà này. Bạn em thường thường nó hay kêu là sĩ nó xấu trai mà nó bu dai. Bu dai, bu dai. Cách nào còn cưới được cái bà vợ đẹp quá trời quá đất vậy hả? Em xin được số điện thoại cái là cứ tối em tới đầu hẻm nhà cứ ngồi em gọi điện nhắn tin. Cứ đồng ý giờ nào là em chở đi giờ đó. Ừ cái là anh có mặt liền rồi đó. Ông bu bao lâu thì ông dính vậy? Khoảng tầm gần 2 tháng. Bao lâu thì em cưới nhau?
Dạ khoảng gần một năm sau. Một năm sau, trong một năm đó thì chuyện tình của các em như thế nào? Có đẹp như Vần Thơ không? Dạ không. Chia tay mấy lần? Dạ chia tay nhiều lần. Mỗi lần chia tay như vậy thì ai là người chủ động làm huề? Em là thường là chủ động hết, tại tính em nóng á. Lúc cãi nhau cái là em buông vẩy em đứng em đi à. Nóng là buông vẩy đứng em đi vậy hả? Không, em buông vẩy không phải kiểu đó. Mà em đập cái điện thoại luôn. Trời ơi, đập đó giờ mấy cái rồi? 4 cái rồi. Mà thiệt lòng đi, ngoài đập điện thoại ra có đập em không? Dạ không, chứ hề đến em, đập điện thoại em thôi. Rồi đập điện thoại, rồi con làm gì nữa không? À dạ có, có một lần anh ghen ghê lắm. Bữa đó là hỏi anh có lên trên phòng trọ của em chơi không? Thì anh kêu là không. Xong rồi cái anh không lên thì thôi, trong phòng mọi người đi chơi chung rồi. Cái ổng lên bất tử, ổng thấy cái tự nhiên ghen dễ rồi vô chửi vợ rồi. Nói là quen được thì quen được thôi, chia tay. Chứ quen gì mà hai ba ông vậy, cái em nói hai ba ông đâu ra nhiều vậy. Xong rồi mấy người kia cũng nói vậy đó mà không chịu nghe. Xong rồi cái vô kêu em vô phòng hai vợ chồng nói chuyện rồi đập điện thoại em. Xong rồi đòi đập đồ tùm lum gì, đập đầu tự tử, tự thứ kiểu luôn, đủ hình thức luôn. À, đòi tự tử đó hả? Dạ. Mấy lần? Dạ hai lần, một lần sau cưới. Lần sau cưới nghe thôi. Kể cho nghe coi. Dạ, sau khi cưới là chồng em cũng dạng như là nói xạo, em cũng phát hiện ra. Sao em mới hỏi là sao nói xạo em. Thì ông kêu không có. Xong ông xuống dưới nhà em á, ông mới nói với mẹ là em thế này thế kia. Ý là đổ hết tội lỗi lên đầu em vậy đó. Em tức quá em xách đồ em đi luôn. Lên nhà bạn ở 3-4 ngày vậy đó, ông đi tìm không được, xong rồi ông gọi điện thoại. Cái em cũng không nghe máy, xong rồi ông lên trường chỗ em làm á. Thì ông mới kêu là bây giờ sao muốn gì, cái em bảo là muốn gì là muốn cái gì. Xong hồi kêu mày giờ mày có nói không, cái em kêu giờ không nói làm gì. Ủa ai kêu mày? Chồng em. Kêu vợ bằng mày. Trời ơi, ơi. Giờ hỏi mày nói không, cái nào không, cái nào giờ mày muốn tao chết đúng không? Ừ chết đi, chết được chết đi, không quan tâm. Xong anh chạy thẳng xe ra bờ tường ngay trường em, anh tông một cái giờ đó. Trời ơi trời ghê vậy. Rồi có bị gì không? Ủa là đập đầu xe chứ. Dạ không, tông thẳng cái xe lẫn người xe luôn, xe vô tường luôn. Xong rồi tường mà bể tường luôn, nhưng mà ổng không bị gì hết. Xong rồi em chạy ra thấy ổng xỉu dễ sợ quá, cái cũng khóc kêu anh tỉnh lại, em biết lỗi thôi, em tha lỗi anh. Rồi cái tỉnh liền rồi em xỉu luôn. Thôi tức là xỉu trước phải không? Ủa mà xỉu lúc đó là em có xỉu thiệt không, làm giả xỉu không? Em xỉu thiệt, lúc đó em chỉ nghe thoáng thoáng là vợ em xin lỗi em, không có vậy nữa đâu, em không bỏ nhà đi nữa đâu. Rồi cái tự nhiên em có cảm giác giống như vật gì đè lên người em. Rồi hai vợ chồng cùng xỉu. Dạ em xỉu xong rồi được mấy chị đồng nghiệp trong trường đưa đi cấp cứu. Đi cấp cứu không? Dạ không. Dạ không. Dạ không. Không được. Dạ không. Dạ không. Dạ không. Dạ tự tỉnh. Ủa xỉ, lúc đó em có xỉn không ạ? Dạ không. Để hỏi cái suy nghĩ gì, lúc em suy nghĩ sao mà em lại quyết định làm cái điều đó? Lúc đó thì em suy nghĩ là thôi chắc duyên tới đây hết rồi, thôi thà chết cho xong. Trời ơi. Dịu, nhưng mà ý chị hỏi là cái đó là em muốn hù hay là em thực sự muốn chết cho rồi? Lúc đó em muốn chết cho xong. Nó muốn chết xong. Rồi chị hỏi vợ nè. Ví dụ như bữa đó mà nó không phải là nó xỉu vậy mà nó chết luôn rồi, em tính sao? Cái lúc đó em hối hận cả đời luôn. Hối hận cả đời đúng không? Dạ. Thôi nha, đừng bao giờ có lần thứ ba nha. Thật sự tội nghiệp thiệt, em cũng xỉu, cô anh này cũng xỉu. Ê nó nghe nè, rồi bữa giờ còn đập đầu nữa không? Dạ còn. Trời má ơi, đập đầu cái đốc. Mà sao em khó một cái đập đầu vậy? Không, lần này đầu nè, hỏi nè, có cái gì có thẹo đây không? Dạ không. Trời ơi, chắc dùng thiết đầu công hay sao? Chắc chơi chiêu dùng dụ vợ. Mỗi lần em giận lên là cứ vậy á. Thôi đừng có vậy. Em đập đầu rồi đó, rủi bữa nào em đập trúng cái dây thần kinh, chết nó không chết mà sống nó không sống rồi sao? Và con em sao? Từ lúc đó em suy nghĩ lại là em không có đập thiệt nữa. Em đập giả bộ à. Trời má ơi đập. Thấy không? Thôi mà thôi bỏ đi. Nghe. Bây giờ mọi người có đồng ý là bây giờ bắt anh chồng phải hứa là bỏ không nào? Đó. Giờ đứng lên hứa vợ đi. Từ giờ trở đi á là anh hứa với vợ anh không có đập đầu nữa. Cũng không có đập đồ nữa. Khoát tay đi, khoát tay ngay. Mọi người làm chứng nha. Mọi người làm chứng á. Theo. Đó, có bằng chứng đó, anh hứa với em anh không có đập đầu, không có đập đồ nữa. Rồi, bây giờ kể cho anh với chị Vân nghe. Sau khi cưới nhau về, ông này ngoài cái chuyện mà ông giận lên đập đầu, ông còn cái tật xấu gì nữa? Dạ còn, nhiều lắm. Nhiều để kể gì? Lấy, gáy chán vào đầu nghiến răng. Có bữa nghiến răng em tức quá, em ngủ không được, em đem tán cho mấy cái. Chưa vậy không thèm dậy nghiến nữa, nghiến tới sáng luôn. Đến khi mà em đi làm rồi em vẫn còn nằm nghiến mà. Nhiều khi hỏi anh ngủ sao anh nghiến răng mà anh không nghe hả? Anh ngủ biết gì đâu, anh ngủ thấy im ru à, không nghe tiếng động. Nghiến răng, nghiến là bệnh lý. Bệnh lý chứ không phải tật xấu rồi. Dạ. Bỏ qua. Rồi, tật xấu gì nữa? Dạ, hai vợ chồng cãi nhau thì anh cứ xưng mày tao miết à. Cái đó đâu phải tật xấu.
mà là cái tật quá xấu luôn. Hiện tình một người phụ nữ đẹp như thế này nè, xinh như thế này mà kêu bằng mày được thấy gì? Mọi người có đồng ý không? Nhiều khi vợ chồng cãi nhau á, tính em ít nói, em có nói, em càng im nói càng dữ anh. Bây giờ anh vậy đúng không? Anh vậy. Em tức quá em chịu hết nổi rồi. Em quay bây giờ mày muốn gì? Em nói đúng một tiếng là im phăng phát luôn. Là không nói lại, em cũng im luôn, em bỏ em đi chỗ khác em ngồi. Rồi hồi cái em về rồi đầu em mới suy nghĩ em xin lỗi. Thiệt ra đó, cổ không phải sợ em đánh đâu, mà cổ im là bởi vì cổ bị tổn thương. Dạ đúng. Tổn thương cái từ mày đó. Em cũng biết à, về em xin lỗi rồi. Thôi giờ xin lỗi nó đi rồi hứa nó đi. Tại vì tôi là tôi cực kỳ ghét đàn ông mà kêu phụ nữ bằng mày, đúng không? Rồi hứa nghe nó đi. Bây giờ anh hứa với vợ, anh chị, đó. Hứa với mọi người. Rồi. Là từ giờ cho sau là có nóng cỡ nào cũng không kêu em bằng mày, kêu bằng cưng thôi. Nhớ nha. Nhiều khi em thử đi, cái cơn mà đang lên vậy đó, thay vì á, bây giờ mày muốn cái gì, cái tự nhiên em gào lên. Bây giờ cưng muốn cái gì, cái tự nhiên cục diện thay đổi, em mắc cười. Dạ. Em mắc cười liền đúng không? Cười, cái vợ là cười, cái chồng cười chứ. Về luôn. Rồi, xin cảm ơn em nha. Kính thưa chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và cùng thể khán giả của vợ chồng Son. Em tên là Nguyễn Văn Sơn, năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại đang là quản lý vùng bên thích ăn gia súc, bên công ty Farmland gia súc. Sơn năm nay là 27 tuổi hả? Dạ đúng rồi. Quê đâu? Dạ quê đâu? Quê em ở Bình Phước ạ. Nhà hiện tại là cũng Bình Phước luôn. Dạ đúng rồi. Em ở Bình Phước lên đây đó hả? Dạ đúng rồi. Ồ. Rồi. Tới em. Em chào chị Hồng Vân, xin chào Quốc Thuận và khán giả đang xem đài. Em là Phạm Thị Quỳnh, năm nay em 21 tuổi, em là vợ của anh Sơn. 21 tuổi. Hai chồng đang sống ở Bình Phước. Dạ đúng rồi. Quỳnh làm gì? Dạ em hiện tại là em đang ở nhà nội trợ thôi ạ. Ở Bình Phước, ở mặt quen quen nữa. Đúng rồi. Như nó có liên quan gì đến một cái việc gì đó, nó có rất một là cái gì đó nổi tiếng lắm nè. Rần rần thời gian gần đây nè. Ai kể? Đúng không? Tụi em có thể bé đang có bầu đúng dạ, không? Đúng à. Sao chia sẻ anh nghe cái câu chuyện cái gì mà liên quan tới bầu á? Bầu bị sao em? Dạ anh kể đi anh. Sơn dạ kể. Là ngày 17 tháng 3 vừa rồi đã có xảy ra cái vụ việc đó là khu vực của em là thuộc xã Thanh Lương, có một cái vụ việc đó là trộm vô nhà đột nhập trộm xe. Thì lúc đó là em với vợ em là đang mơ ngủ thì bắt đầu bật camera lên thì thấy trộm đã cưa cửa rồi. Thì trong cái tình huống lúc đó thì nó xảy ra nhanh quá, nó chỉ khoảng tầm 10 giây thôi. Thì lúc đó là em mới nói là vợ ơi, ăn trộm rồi, con trộm rồi. Thì lúc đó là vợ em mới nói là vợ ơi, lấy cho anh cái con dao rựa, tại vì em biết là bọn nó đi lúc nào cũng thủ nhiều đồ, mình cũng sợ lắm. Lúc mình ra mình cũng chỉ muốn bắt được cướp thôi. Mình nhào ra cái mình tay không mình bắt cướp vào đó. Xong đến lát sau thì thấy vợ cầm cái rựa ra mà nhảy trên cái bậc tới cả hơn mét trời á, nhảy xuống như vậy cái. Giờ em coi lại video rồi em mới thấy, chứ lúc đó em cũng không nghĩ nhờ. Là bả ra tay trước. Dạ đúng rồi. Rồi, sao thằng trộm sao? Thì lúc đó thì em thì đang đấu đá với trộm á, thì lúc đó là vợ em mang rựa ra thì nó nhìn thấy rựa là nó sợ quá thì nó chạy. Còn lại hiện tại là ba người là đang chống trả lại em đó. Thì khi vợ em mang rựa ra thì lúc đó là nhìn thấy rựa cái là mấy bọn trộm cướp nó chạy. Bỏ chạy hết. Dạ đúng rồi. Đó bây giờ thực ra là khi coi thì mình đã thấy rồi. Nhưng mà bây giờ mình rất muốn nghe cái cảm xúc của người trong cuộc lúc đó. Có nghĩa là em nghĩ sao mà trong khi bầu bì như vậy, đúng không? Mình đang bầu bì như vậy mà mình giác rửa. Bất chấp luôn. Bất chấp luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó em nghĩ sao trong đầu em? Lúc đó em không có suy nghĩ gì, lúc đó kiểu như là cuốn quá rồi mình chỉ muốn là phi ra để đưa giúp cho chồng. Lúc đó kiểu như mình cuốn quá xong rồi mình quên là mình đang có bầu luôn. Em không nghĩ tới là mình đang có bầu. Chồng là một chống ba đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như là xả thân luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em cầm rửa em có hét lên hay không? Dạ. Em nhảy xuống, em có vươn cái rửa lên mà em hét ra tụi bay muốn gì không? Dạ không, em chỉ kêu là cướp lên. Nếu mà tụi đó mà còn chống trả nữa là anh hỏi thiệt nghe là em có xả tụi đó không? Chắc là xả. Xả chứ. Xả. Đúng rồi, xả chứ. Mà em ơi, bữa đó là một mình em quánh ba thằng hả? Dạ. Ba thằng. Sau đó mà có trúng đòn không em? Dạ không ạ. Khi em quật xuống một thằng thì nó liền lấy trong con dao nó ra một cái con dao đến khi thu lại nó là một con dao đa năng. Trời thì ơi. Nó đâm em một cái thì lúc đó em né. Thì lúc đó là cái mắt của em để ý một cái thằng thứ hai, khi em đuổi nó rồi thì nó lại cầm đá nó hộ tống cho cái thằng mà em đạp nó xuống. Thì nó cầm đá nó cho em thì em mới né được hai cục đá. Đến cái thằng thứ ba ở ngoài thì nó cũng nhảy vô để nó cứu cái thằng thứ hai. Thì lúc đó là vợ em vừa kịp chạy ra thì ba thằng nó đều chạy. Trời. Còn một thằng đứng là chờ thằng thứ ba chạy nữa. Dạ. Là bốn thằng nhưng mà cái thằng thứ tư thì nó không có vô. Dạ thằng thứ tư thì nó đứng trên xe để nó chờ cái thằng thứ ba để chạy đó. Không biết giờ bắt được chưa ta. Dạ cái này thì em cũng
em cũng chưa biết nữa, tôi chưa biết là bắt được hay chưa nữa, nhưng mà sau cái vụ đó thì còn khoảng tầm gần chục vụ nữa lại xảy ra khu vực của em nữa. Là chắc tụi mà là bốn cái thằng quỷ đó. Em nghĩ chắc là chỉ có hai người đó thôi. Vừa rồi xảy ra một cái vụ mà cũng tự tự như hai người đó, cũng quay lên nhưng mà cũng bị mất xe đó, cũng ở khu vực trong thị xã của tụi em. Rồi nguy hiểm quá, nhưng mà em có học võ không sao? Dạ trước đây thì em học mà em cũng đang là giáo viên dạy võ. Trời ơi, rồi trời ơi, xui mấy người đó rồi. Vô lộn nhà rồi. Qua chương trình này với qua câu chuyện này cũng mong là coi như là cơ quan địa phương hãy quan tâm và thậm chí là cũng phải theo dõi để mà bài trừ cái tệ nạn này. Dạ. Mình biết chắc là chắc lẽ là cũng mấy người đó là vòng để mà dạ, đúng nó thực hiện mấy cái ví dụ đó thôi. Dạ. Nha. Dạ. Rồi. Bởi vậy cho nên á, là sau cái vụ đó đó, bạn này bạn hát cái bài đó thấm đượm hơn. Thấm đượm hơn. Cô bé 21 tuổi mà gan thiệt. Cầm rửa trong lúc mang bầu nhảy xuống từ trên cao 1 mét nhảy xuống. Đó, giơ rửa lên tụi nó bỏ chạy. Phụ nữ phải vậy. Hả, lúc chồng mình gặp chuyện gì là xả thân. Đúng rồi. Gặp tôi cũng vậy, là chồng tôi mà bị cái gì cả nhà biết tôi xả luôn. Xả trước nói sao chị Mộ ơi. Nói sao? Ừ. Đúng rồi, chứ giờ á. Thôi bây giờ chúng ta tạm gác lại cái chuyện gọi là rửa rửa dưới trộm. Chúng ta quay trở lại với câu chuyện tình yêu. Đó bây giờ sao nè, hai đứa quen nhau sao nè? Đó, em lần đầu tiên gặp cô em có ấn tượng gì không hả Sơn? Thì em gặp vợ em á là lúc trước là gặp quen nhau trên Facebook, biết nhau trên Facebook. Em cũng đã biết vợ em khoảng cách đây mấy năm. Dạ không được một năm đâu ạ. Thì từ khi em cưới đến bây giờ mới được hơn một năm một tí thôi. Lâu quá chị à. Lúc mà khi vợ chồng em quen nhau là em đã biết vợ em trước trên Facebook rồi. Thì em có cầm thấy xinh đúng không? Thấy xinh quá. Thấy xinh quá, em vô em có vô trong cái tường em xem, trời ơi bé này sao nó ngon quá. em mới vô nhưng mà em chưa có thích một cái gì hết, coi như là bên này chưa biết gì đâu. Xong đến mấy tháng sau em cũng có đăng cái đàn guitar đây nè, thấy bé nó thích mà đã kết bạn với nhau trên Facebook rồi. Nhưng mà thật sự là tụi em hai mươi mấy năm mà tụi em mới từ đó mới biết nhau, là ở sát nhà nhau có khoảng tầm 600-700 mét là mới biết nhau thôi. Ủa em, nhưng mà ai là người gửi kết bạn trước? Em cũng không hình biết như là em vì... hình như là em ạ. Mở mà Facebook sao em lại chấp nhận không? Chắc lâu quá rồi em cũng không nhớ được. Đâu em hồi đó em quên hả? Lúc mà mới có Facebook mở ra là lúc mà mình đơn thương độc mã trên bạn bè cứ là bấm vô cái này. Dạ, bạn ngồi vô accept liền. Chắc là em đó, chắc là em ạ, chắc là em. Cho nên mình đâu có nhớ được, không thể nào nhớ được. Nhưng mà em có vô nhà anh em coi mặt anh không? Dạ không. Không. Hẹn lúc mà nhắn tin qua Facebook cho em rồi á, xong rồi kiểu cũng đòi xuống nhà chơi rồi gặp mặt, nhưng mà lúc đầu em không cho. Đầu ông này nó chị lên thấy ghét đó. Kiểu cứ ẻo lại em không thích, sao không cho vô nhà. Cái khoảng 3-4 hôm sau á, cái canh em đi làm, thường em đi làm công ty, em đi làm rất là sớm, đi là từ lúc 5 giờ. Xong rồi chồng em mới kêu là để anh mang sữa rồi mang đồ ăn đồ này kia. Thường thường á, là chồng em ngủ rất là trễ, 11 có khi 12 giờ là chưa thèm dậy đâu. Xong rồi lúc mà mới quen là 5 giờ sáng là dậy đem sữa đem đồ ăn đồ cho em để đi làm, đứng canh em ngay đường á. Xong rồi mới đưa cho em, xong rồi qua ngày hôm sau mấy hôm là em mới cho vô nhà chơi. Bình thường là 11 giờ mới vậy. Từ lúc biết là 5 giờ cúng cung tận tị. Trời ơi ông dạy gái quá vậy. Trời ơi gái này dạy là phải rồi. Quá đáng yêu. Rồi sao? Đưa sữa như bao lâu mới quen được? Dạ đưa sữa thì khoảng tầm hơn tháng sau thì vợ em chấp nhận quen. Tại vì lúc đó em cũng có ngỏ lời cũng tỏ tình đó, nhưng mà vợ em chưa chấp nhận. Đến lần thứ 2, thứ 3, như thứ lần thứ 3 này vợ em mới đồng ý. Nhưng mà cái lúc mà tụi em quen nhau qua Facebook á, rồi cái lần đầu tiên mà gặp ngoài đời á, là cái ấn tượng của em đối với bạn này sao? Lúc đầu là em cũng có một chút ấn tượng. Nói chung là thấy anh này là đạp xe đạp đi thể dục, là đi ngang qua cái đường như em. Xong rồi lúc đó em vừa lấy xe máy em đi ra chợ mua đồ cho mẹ. Xong rồi gặp chồng em là chạy vô cái đường như em chạy ra thì hai đứa gặp mặt nhau. Thì em thấy anh này lúc đầu là cũng đẹp trai, thì là cũng đẹp, nhưng mà kiểu không được men cho lắm á chị. Kiểu vậy, ý là dạy võ rồi đó. Dạy mà võ. Không dạy võ thì không biết sao. Dạy võ chắc bà múa luôn á. Dạy võ mà còn hơi mà bạn này còn cảm giác là yếu hả? Yếu hả? Nhưng mà em biết anh dạy võ không? Dạ không, lúc là em không biết. Khoảng một mấy ngày sau xuống nhà chơi, xong rồi kể cho em rồi, xong rồi kiểu ông mới kêu em là anh đi dạy võ, xong rồi em mới đi lên trường em xem. Lên xem coi là xem chồng em nói là có thiệt hay không. Thì đi lên là thấy là đúng là đang dạy võ thiệt. Là lúc đó mới tin là dạy. Chứ còn nói là trai thiệt đúng không? Dạ. Nhưng mà nè, nó dùng cái từ xuống á, nó xa lắm. Tại vì em nói là cách nhau có 600 mét à. Dạ đúng rồi. Là qua chứ đâu phải xuống. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Qua nhà bên bạn gái, thấy gia đình bên bển thì sao? Dạ, nói chung là lúc đầu á là thấy bố mẹ bên nó cũng thích lắm.
thích em à? Dạ thích, tại vì em lễ phép, với lại mình chung là mình biết cách đối xử với người lớn như thế nào. Nói chung là bố mẹ bên đó thích lắm, nhưng mà đến khúc gần cuối sau mới là không thích. Lý do? Lý do là em trước đây đã có từng có một đời vợ rồi. Dạ, em quen được khi cưới là em cưới được chắc khoảng tầm một tháng sau là bắt đầu vợ chồng cũ của em là chia tay. Tức là mới cưới có một tháng là chia tay? Dạ đúng rồi. Chưa con cái gì hết? Dạ chưa. Tức là em đã coi như là một cuộc tình thôi. Thực ra nếu mà nói đúng ra vậy là như là một cuộc tình thôi. Chỉ có là nó khác nhau chút xíu là nó vướng về vấn đề thủ tục giấy tờ hoặc là một cái đám cưới thôi. Thì cái đó cũng chắc sau này chắc bố mẹ cũng hiểu đúng không? Dạ, lúc đầu thì bố mẹ có kiểu như là cấm không cho em với vợ em quen nhau nữa. Không cho quen nhau nữa, nên nói chung là em phải dùng nhiều mọi cách. Khi mà trước đây xuống đây thì bố vợ em hoặc là mẹ vợ em chỉ cần thích một cái gì đó thôi là ngày hôm sau là em sẽ mua xuống biếu cho bố vợ. Thì lúc chung là bố mẹ cũng thấy từ từ là em cũng không phải như người ta nói, thì bố mẹ cũng từ từ rồi xong bắt đầu em sợ. Nói chung là trong cái thời gian đó là khủng hoảng lắm, vợ chồng em khủng hoảng lắm, nói chung là gần như là không thể đến được với nhau nữa. Nói chung là nhiều cái cực kỳ khó khăn lắm, lúc mà em thì chưa bao giờ phải khóc hết á, nhưng mà có lúc trong cái thời gian đó là em cũng khóc, mà trong khi đó là có vợ em động viên cho em rất nhiều. Nói chung là đến ngày hôm nay là tụi em mới đến được với nhau. Cái thời gian em bị khủng hoảng là khoảng bao nhiêu lâu? Nói chung là khoảng tầm gần một tháng vậy. Lâu quá. Nãy giờ thì các tôi nghe tôi tưởng là ông bị dầm nó cũng phải 3-4 tháng thời gian. Phải lâu quá vậy. Lâu lắm. Lâu lắm. Mình nghe kể tưởng bi kịch dài đằng đẵng. Rồi, nhưng mà anh nghĩ là chắc có lẽ là bên ba mẹ vợ của em á chắc sẽ rất là dễ có thiện cảm với em. Bởi vì thứ nhất là em cái mặt của em nhìn nó rất là thiện cảm. Không hiểu sao nên nhìn cái mặt em rất là dễ có thiện cảm. Cái thứ hai nữa, anh em nói đó là em rất là lễ phép. Biết chuyện, biết trên, biết dưới. Anh nghĩ là cái việc mà em lấy được cái tình cảm từ ba mẹ vợ đó là chuyện đương nhiên thôi. Rồi sao bây giờ là anh hỏi nè, ngoài cái việc gọi là em chị nói là có cái vụ gì mà lấy lòng á, vợ vợ vui vui không? Dạ có. Nói chung là ví dụ như ba em á, bố em á thì là thích nhậu mà thích những cái món lẩu á, là để ý là hôm đó là mình mua về cho ba cho bố. Thì bố thích lắm, nhưng mà bố kêu sao mình mua mấy cái này làm cái gì, tao không thích đâu. Nhưng mặc dù mình biết trong lòng bố rất là thích, mình thấy ví dụ như trong nhà bố mình còn thiếu cái gì á, thì ví dụ như mình sắm một phần nào đó cho bố, một phần nào đó thôi. Từ từ thì bố cũng đồng cảm được, bố thấy thằng này nó không phải như người ta nói. Thì lúc đó là em chơi cái chiêu đánh nhanh rút gọn luôn, là em kêu bố mẹ em bên này sang là hỏi cưới luôn. Chưa thôi em sợ mất lắm. Em sợ mất vợ em lắm, đúng rồi. Em sợ lắm. Trẻ đẹp nữa. Dạ đúng rồi. Nhưng mà rồi còn bên nhà em thì gặp vợ em thì sao? Lần đầu em dắt vợ em về là mẹ em được cưới đi con. Mẹ em bắt em phải cưới ngay lập tức luôn. Được, bé này rất là được. Không cần biết em cứ cưới. Dạ đúng rồi. Đó. Tại vì mẹ em là cũng là người Bắc mà. Tại người Bắc mà người Bắc cổ, nói chung là vấn đề về con gái con dâu này kia là mẹ em cũng nhìn vô cái mà em thấy thích luôn. Mà mặc dù mẹ vợ em với lại mẹ em bây giờ rất là hợp nhau. Hợp nhau lắm. Anh hỏi em nè, em mới có 21 tuổi à, mà lý do gì em chấp nhận em lấy ảnh vậy, lấy sớm vậy? Dạ, kiểu như là trong thời gian đó thấy kiểu từ trước giờ mình quen mình không thấy ai kiểu như là chăm lo, rồi không ai quan tâm được. Như cái anh này rất là tâm lý, kiểu lúc đó là tâm lý lắm, cứ chiều nữa, ví như mình thích cái gì hay là chỉ cần mình hé hé một cái gì thôi là đã hiểu được cái ý của mình rồi. Xong rồi cái chung là ở bên chồng em cảm thấy an toàn, thấy an tâm và an toàn mọi cho nên là em mới đồng ý là kết hôn. Đồng ý xong rồi là có con luôn, chấp nhận có con luôn. Dạ, vậy là yêu chồng quá đáng luôn. Thật sự mà nói vậy, anh có một cái lợi thế là anh đàn được, anh hát hay nữa chị. Hát hiếm á, giận cái là đứng một góc nhà hát hiếm. Nhưng mà anh nói nè, em mời ba mẹ em qua hỏi cưới. Dạ. Đó, nhưng mà bản thân em có thể hiện cái tình cảm, em có bày tỏ cái tình cảm của em bằng cách là em cầu hôn đúng không? Dạ có. Có lãng mạn không? Cái quen bao nhiêu lâu rồi? Có lãng mạn. Em quen chắc khoảng tầm gần 2 tháng em cầu hôn. Lâu quá chị ơi. Lâu quá. 60 ngày đó chị. Em khoảng tầm, chị nghĩ cũng phải là 7-8 tháng đúng không? Cả năm. Tầm 2 tháng. 60 ngày đó chị. Nó nghe nè, ảnh cầu hôn có lãng mạn không? Dạ, nói chung là cũng xến xúa với người ta. Sao em nói em kể bữa đó là em đi làm về kêu là về mặc đồ đẹp đi. Nói bữa nay anh dắt đi ăn nhà hàng, cái xong rồi đưa em vô nhà hàng, xong rồi kêu gọi món, gọi đồ ăn thức uống đồ ra hết rồi, xong rồi kêu
ăn đi, xong rồi kiểu đang ăn được giữa chừng rồi, cái chồng em thì mới đặt hoa rồi mua nhẫn rồi sẵn hết rồi, nhưng mà kiểu như là gửi người ta chưa có đem vô, xong đến lúc kiểu nhắn tin là kêu là mang vô đi, thì cái chồng em mới đi ra ngoài lấy xong rồi cái em hỏi là anh đi đâu vậy, kêu là anh đi ra ngoài tí thôi. Cái đi vô thì cầm nguyên một bó bông to vậy nè, xong rồi có cả nhẫn nữa, xong rồi đem vô rồi mới quỳ xuống kêu làm vợ anh, rồi xong rồi đem nhẫn cho em rồi. Dạ, xong rồi em đồng ý. Dạ không hát, lúc đó không hát. Trời ơi, công nhận đó. Không phải tại bữa đó cầm bông rồi sao cầm đơn. Sao cầm đơn nữa, mà bông là bông bự nữa. Vậy là phải chịu thôi đúng không? Vậy là hai đứa lấy nhau được gần năm hả? Dạ, hơn một năm ạ. Hơn một năm rồi. Chưa mà, gần được một năm đó. À, gần yêu năm. Nhau gần đến lúc cưới mới là hơn một năm. Dạ đúng rồi. Đúng không? Cưới thế là tôi cho chú là 2 tháng chú cầu hôn. Đúng không? Dạ, đúng. Thế xong rồi đến 2 tháng cầu hôn xong rồi mình cỡ tháng sau. Lâu lắm chị ạ. Lâu lắm, cỡ phải tháng sau em mới cưới. Đó thì nay là gần năm. Dạ. Rồi giờ hai chồng sống chung vậy đó rồi, anh có loài ra tật xấu gì không? Có. Bạn này có tật xấu chứ, cái mặt này vui quá à, dễ thương quá. Nhiều tật xấu lắm. Mỗi lần mà tật xấu mà bị vợ cầm ràm chắc ông cầm cái đàn cái đàn đúng không? Bày hay. Bày hay. Dạ. Chà, bày hay là hơn bừa bộn đó nha. Dơ đó, ở dơ đó. Trời ơi. Dơ lắm, ở dơ kinh khủng luôn. Về cái quần áo rồi giày dép rồi quăng lung tung, nói chung là thay chỗ nào là dục cho nó, thay chỗ nào là dục cho nó. Có lười tắm không? Không, tắm thì ngày nào cũng tắm hết. Dạ. Bày hay. Có khi ngày tắm 2-3 lần. Rồi ở dơ nè, rồi kiểu cứ đồ đạc rồi lúc nào cũng quăng tứ lung tung hết, không bao giờ em, như em đã xếp chỗ đó nói là cái này á mới bao giờ anh để đây nha, anh biết rồi, cái chưa được 5 phút sau yêu đã văng vào bên cái chưa được 5 phút sau. Dạ, rồi xong rồi đi kiếm, xong rồi cái đi kiếm hỏi ủa vợ ơi cái này anh mới để đây đâu rồi, xong cứ kiểu đi hỏi đi kiếm lung tung, em bực bội lắm. Chấp nhận tật xấu là bừa bộn bày hay. Bày hay còn gì nữa nè? Nhây rồi xàm. Rất là xàm, chồng em rất là xàm. Ví dụ như xàm là tinh liền. Xàm, những câu chuyện xàm nào mà em ấn tượng nhất? Ví dụ như kiểu đang ngồi vậy, đang ngồi không vậy. Em hỏi gì anh? Với anh và Cao thấy Sơn em chọn ai? Trời ơi. Thấy hỏi xàm xàm lắm, xong kiểu mỗi khi mà nổi cơn lên cái đi ngoài đường á, cái kêu em hỏi gì anh? Anh và cái lá này thì em sẽ chọn ai? Không thì gì vậy? Anh và cái cây cột điện cột đèn này, nói chung là có thể là so sánh mình với bất cứ một cái gì. Mình với bất cứ. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà em có trả lời không? Dạ có. Em trả lời sao? Thì chọn anh. Không trả lời là hỏi hoài, hỏi hoài luôn. Dần lân mà nhây mà nhây đó, xàm. Vừa xàm vừa nhây nữa đúng không? Nhây mà nhây tới em, xong rồi nhây qua tới cả mẹ chồng em luôn. Mẹ chồng em đến nỗi bây giờ mà ví chồng em là như một con đĩa đói là. Là sao? Là sao? Ông có đeo không? Đeo. Đĩa đói là nhây quá mà không nhả ra, không chịu nhả. Nhây lắm. Giống như đĩa nó cắn vô mà không đúng chịu rồi, ra chị. Nhây lắm, không chịu nhả. Có nhây với mẹ không? Có. Nhây. Có luôn. Nhây với mẹ chồng thôi, còn mẹ em thì đương nhiên rồi, nhây với mẹ mình chứ. Có những cái biểu hiện gì mà nó đáng yêu, nó đáng yêu không? Ví dụ như trẻ thơ không? Mẹ em đang nhà mẹ chồng em thì kiểu bán tạp hóa, bán quán gạo cám đồ á. Mẹ đang nấu cơm ở dưới thì chồng em mới kêu mẹ ơi bán đồ, cái mẹ chạy ra mẹ giục hết đồ ăn, nó đang nấu nướng cái chạy lên đâu có ai đâu. Cái xong nhiều, dạ. Xong rồi cái nhiều khi đang không có ai, cái kêu là hết cám rồi chú ơi, hết gạo rồi. Cái mẹ toán loạn rồi, mẹ chạy lên đâu mua gì đâu có ai mua đâu, tự nhiên ngồi nói không để cho mẹ vậy. Mẹ chạy lên chọc mẹ đó, có hay nựng mẹ rồi có hay hung mẹ rồi không? Không, chồng em thì nói chung là ít thể hiện với mẹ, nhưng mà thật sự là rất là thương mẹ. Tại vì mẹ nói chung là mẹ chồng em rất là tuyệt vời, rất là dễ thương luôn. Dạ. Còn gì nữa không nè? Còn thật xấu gì nữa không? Dơ nhây đó, nhây đó rồi, nhây rồi, xàm rồi, nhây xàm đế rồi đó, bừa bộn rồi, bày hay rồi luôn. Nói chung là nhiều cái tật xấu lắm, ngủ gáy nữa. Dạ. Ngủ gáy cái tật gáy của em không? Tội em. Ngủ gáy tội không? Em. Dạ. Ngủ gáy mà em ngủ không được luôn á. Ngủ mà đang ngủ mà vì giật mình tỉnh dậy luôn á. Trời ơi, đứa nhỏ giờ chắc lại lo lắm. Thả bom. Thả bom mà thực dạng là nguyên tử của loại khủng luôn chứ không phải là loại thường như người ta. Mà thả bom xong rồi kiểu như cứ mỗi lần gần em xong rồi lấy cái chăn chùm lại cho em mà trong đó, xong rồi nên nhiều khi em đang ngủ, nhiều người ta ngủ say rồi là người ta không biết gì, nhưng em đến thúi quá mà ngủ say mà phải tỉnh dậy luôn là chị biết nó thúi cái cỡ nào rồi. Tại vì cái đồ nó nặng quá. Ngủ say rồi mà phải dậy và phải chửi một trận xong rồi mình ngủ mới được á. Thúi quá chịu không nổi. Dơ là dơ cái đó. Nhớ kỹ lại còn tật gì nữa không? Tật gì mà đáng yêu á. Đáng yêu với mẹ chồng em. Già đầu rồi mà vẫn còn như có sờ lỗ mũi, có sờ lỗ tai, có chồng em hay sờ ti mẹ. Sờ ti mẹ luôn. Chắc là hồi nhỏ là chắc là bú ti nè, bú ti. Chắc là mẹ cho bú chắc cầu cả năm ạ. Đi ngang, đi về, đi chơi, đi làm vậy. Quẹt cái.
Sợ tí mẹ, bây giờ vẫn còn sợ tí mẹ. Bắt cái chồng nhưng cả. Mà em thấy mẹ phản ứng sao? Mẹ chửi. Xong rồi mẹ cầm, kiểu như mẹ cũng dí, mẹ đánh cầm chổi rồi dí mà dí không lại. Chồng em nhanh lắm. Nhưng mà mỗi lần gì khoái lắm đúng không? Nhà sướng lắm. Nghe em đi làm về mà em không nghe mẹ em chửi là em không chịu được. Không chịu được. Tại vì nhà em với nhà mẹ là cách nhau khoảng tầm 100 mét à. Ừ. Hai mẹ là bắt gỗ á, bắt mặt khổ đó. Mẹ nói sao? Mỗi lần mẹ chửi là dữ lắm em. Dữ lắm mẹ em chửi là dữ lắm. Đâu chửi sao đâu. Ví dụ như thí dụ một vài câu đi. Ví dụ như em toàn là chửi tục không à. Chửi đi toàn mẹ em toàn là chửi tục mà. Chửi đi em sao? Thằng bố nhà mày tao đập chết mẹ mày bây giờ đấy. Không phải cầm chổi dí em nhưng mà cũng dí được đâu. Em cứ để cho chân cho mẹ em quật này xong em cứ rụt lại có quật được đâu. Năm lúc mà em để chân bên này mà có bà ngoại em ngồi đó mà em quật em né được đập trúng cái chân bà ngoại nữa. Xong rồi bà ngoại em chửi ôi con này sao mày đánh tao. Bắt cổ quá. Rồi vậy là hết luôn rồi phải không? Dạ. Không còn tật gì xấu nữa. Dạ đúng rồi. Không phải tật sự ti đáng yêu. Tật đáng yêu phải không? Tật xấu đáng yêu. Dạ. Đó. Rồi giờ tới em đó Sơn. Dạ. Cổ nhìn thấy trẻ trung quá, mảnh mai quá, chắc không có tật xấu gì đúng không? Nói chung là vợ em thì không có tật xấu nào. Vợ em thì là tuyệt vời đó. Nhưng mà có một cái là hay ghen. Ghen lắm. Ghen lắm. Ví dụ được ghen lắm là ghen thế nào? Ví dụ như em đi làm á, hoặc là đi mấy bạn bè mà đi công việc á, mà ví dụ như quá giờ mà khoảng tầm 10 phút thôi là về là vợ em nó khó chịu rồi. Em về là em nhìn cái mặt là mới lại cái thái độ là em nhìn thấy vợ em giận dỗi là em thấy khó chịu lắm. Thì vợ em khó chịu lắm, em chỉ cần đi một tí xíu thôi là khó chịu. Nên bởi vậy từ lúc em cưới vợ em tới bây giờ là chưa có đêm nào mà em đi chơi với bạn bè hết á. Cũng có nhưng mà đi trước về trước 8-9 giờ không à. Mà nếu mà có đi thì cũng phải dắt vợ theo. Em nói chung là em cũng sợ lắm. Cũng lỡ mà cái buổi nào mà không dẫn coi như cổ đi theo thì chắc là cái mặt kỳ lắm là mệt luôn đó, mệt luôn đó anh. Cực kỳ mệt luôn đó, giận luôn đó. Một năm mấy về ở với nhau thì là có gây lộn, có cự cãi gì không? Chung là cũng có cãi nhau với cái vấn đề về em đi làm về muộn á. Là vợ em nói chung là còn nhỏ mà mình cũng giải thích nhiều rồi. Là anh đi làm công việc thì nó còn tùy theo thời gian nữa, mình về có thể về trễ tí xíu. Nhưng mà vợ không nghe. Vợ đang có bầu thì chung vợ ở nhà cứ hay suy nghĩ sợ em đi đâu á. Chỉ vợ em chỉ mỗi như vậy thôi chứ không còn cái tật xấu nào. Nữa. Dạ, không có tật xấu. Thì thực ra cái đó cũng đâu phải là không ghen. Phải ghen không phải ghen. Đang có bầu á, dạ. Khó chịu trong người lắm. Dạ. Nội tiết tố nó thay đổi á. Dạ. Đó, mà cứ ở nhà hoài như vậy á rồi thấy chồng đi làm mà 8-9 giờ là trễ đó cưng. Cán bộ công nhân viên nhà nước đi làm là 5-6 giờ phải có mặt ở nhà rồi. Ông đi tới 8-9 giờ chắc đi tăng 2. Đó, từ 6 giờ đến 8 giờ đến 9 giờ 3 tiếng đồng hồ nữa ông làm cái gì? Phải suy nghĩ chứ. Dạ. Bắt buộc phải suy nghĩ thôi. Dạ. Một tuần một buổi thì may ra còn có thể khả dĩ bỏ qua được đúng không? Dạ. Tuần 6 ngày vậy thì bắt buộc phải nghỉ thôi. Nha. Dạ. Cái đó không phải là bận xấu đâu nha. Dạ. Rồi bây giờ nè em mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em thì hiện tại chắc em không mong muốn vợ thay đổi gì đâu. Cứ vậy đi mình. Như vậy là tốt lắm rồi. Em thấy vợ em rất là tuyệt vời. Dạ, tuyệt vời. Rồi còn em? Em thì mong chồng em là bớt sạp lại. Bớt nhây với lại bớt cái tính nóng lại. Chồng em nóng tính lắm. Dạ, chỉ bớt có nóng vậy thôi. Dạ. Tại vì á bớt nóng thôi. Dạ. Cái sàm cái nhây vui lắm á, vui lắm á. Nhưng mà nhây quá chị. Bớt vội bom nguyên tử đi. Rồi bây giờ mấy con em nó hửi hết trơn. Dạ. Không phải một mình vợ em hửi đâu mà hai mẹ con nó hửi á. Ủa cái mặt này hiền khô vậy mà nóng gì trời. Nóng phải có nguyên nhân chứ. Dạ đúng rồi, cũng phải có nguyên nhân. Thường những cái chuyện gì mà em nóng tính? Nói chung là ví dụ như mà vợ em, ví dụ như mà em đi mà ví dụ như em xin đi chơi á mà về mà trễ 8 giờ về đi là vợ khó chịu rồi mình cứ xin lỗi á, không chịu rồi mình cứ kiểu như mình cũng bực lên á. Mình cũng bực lên mà tính mình cũng hay nóng trong tất cả các công việc khác đó, không phải công việc như vậy. Nhưng mà em ít khi em nóng với vợ em lắm. Nóng với vấn đề về công việc ngoài thôi. Dạ. Vợ mình thì em không có nóng với vợ. Đừng nóng vợ, vợ đang có bầu nóng á. Tội nghiệp lắm. Dạ. Tại nó mệt lắm, có bầu nó mệt lắm luôn. Nhất là cái mùa nóng này nữa em. Đúng à. Rồi. Mùa nóng được với lại vợ còn nhỏ lắm, 21 tuổi là quá nhỏ để mà làm vợ và làm mẹ. Dạ. Thành ra là chưa có kinh nghiệm và cũng chưa có chuẩn bị hết mọi thứ để có thể đón là đối diện với một cái gia đình nhỏ, rồi cái công việc làm mẹ ra làm sao, rồi làm vợ như thế nào. Thành ra là em phải hỗ trợ hết sức cho vợ em. Dạ. Đó nhé. Dạ.
Mỗi ngày thì anh nghĩ là em nên cầm cái đàn, đàn những bài hát nào thiếu nhi cho con mình nghe. Ở bên cạnh đó tặng cho vợ mình bài hát rồi lâu lâu trước khi sờ ti mẹ mình hát cho mẹ nghe bài nữa. Không, để cho vui vẻ cả nhà nha. Thôi anh chúc cho hai mẹ con em mẹ tròn con vuông. Vợ chồng luôn luôn yêu thương nhau, hạnh phúc mãi mãi em nha.